Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Bí quyết của mẹ. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì Phan Anh xin chia sẻ một thông tin. Đó là theo một nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em ở khu vực Đông Nam Á thì có tới 50% trẻ em Việt Nam là thiếu vi chất dinh dưỡng. Và không chỉ là vi chất dinh dưỡng đâu mà còn thiếu cả đại dưỡng chất nữa. Điều này được lý giải là bởi vì có rất là nhiều con em chúng ta thì không ăn đa dạng các loại thức ăn, hoặc là cứ ăn mãi một món mà mình yêu thích. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp một cô bé rất sợ ăn thịt bò, trong khi những món khác thì lại rất là thích thú. Và chúng ta hãy cùng xem mẹ của cô bé là Hoa hậu Ngọc Diễm sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Và hôm nay thì Phan Anh đang rất háo hức vì sẽ được tham gia một lớp học đặc biệt. Hãy cùng xem người giáo viên của lớp học này là ai nhé. Xin chào hai mẹ con. Chú chào con. Chú nghe nói là con có khả năng làm đầu bếp đúng không? Mà con làm được món gì này? Con làm được món bánh răng, món trứng chiên. Với món gì nữa? Với món xà lách tròn. Xà lách tròn. Thế bây giờ con có sẵn lòng để dạy chú một món không? Cho chú làm học trò con nhé. Thưa cô, chi cô, con đói quá, cô làm món trứng chiên nhanh lên nào. Chóng mặt luôn á, chóng mặt luôn. Bây giờ làm món trứng chiên đã làm sao ta? Con đập đi. Mẹ đập một chút, con đập. Con đập vào đây này. Mẹ đập nhá. Này, đập này đúng không? Rồi, chú thử đập một quả nha. Đây đúng không? Đập này. Không làm thế nào nhỉ? Lấy hai tay tắc. Lấy hai tay tắc à. Chú thấy. Wow. Ôi. Rồi bây giờ thì mình làm sao nữa ta? Mình đánh. À, quên mất cô giáo chi cô học nấu ăn từ đâu ấy? Con học ở trên trường. Con học trên trường hả? Hay vậy. Dễ ôm. Ủa là dễ ôm hả? Thực ra thì chi cô cũng thích quan sát lắm. Có nghĩ là bé thích là trải nghiệm những cái gì mà mới ấy. Con muốn cho đường không? Như vậy có nghĩa là sao? Bó tay luôn. Bó tay luôn. Con thích cho đường không? Cũng ít thôi. Cẩn thận nha. Wow, giỏi. Sao nó lại phồng lên thế hả con? Tại vì lưỡi nó mạnh quá nên. À đúng rồi. Như này chú lật này. Bây giờ cho chú thử được không nhỉ? Chết rồi, bị ngon quá. Như vậy là cô giáo chi cô thành công rồi. Để chú ăn nốt mấy ngày hả? Ngon quá. Em có ăn rồi. Con tự gắp được không? Chị cô có thích ăn thịt bò không này? No. Tại sao? That's so crazy. Yeah. Chị cô không thích ăn thịt bò, tất cả các thể loại bò. Thịt bò này là mẹ ướp sẵn rồi và đã đập rồi. Trước khi làm bò là đã lấy cái búa đấy, dần nó ra để cho nó mềm. Ngày hôm nay để mẹ hướng dẫn cho con làm món thịt bò nhá. Nhưng mà con có thấy là con ăn hơi xấu không? Hả? Mẹ chỉ tưởng là có mình chú Phan Anh ăn xấu mà con ăn cũng xấu nữa. Miếng này cho chú Phan Anh. Chú Phan gì? Chú Phan em. Chú Phan em hả? Mình sẽ làm cho chú Hăng. Thế còn miếng nào miếng của con? Dạ con không ăn. Sao lại không ăn? Mẹ với chú ăn được rồi cho vui. Ngon lắm, bò ngon mà. Mẹ, chú sẽ ăn 3 miếng, mẹ sẽ ăn 2 miếng, con khỏi ăn. Nhưng mà đây có 4 miếng mà. Vậy thì mẹ ăn 2 miếng, chú ăn 2 miếng. Mẹ hỏi là tại sao lại không ăn thịt bò? Thịt bò không tốt. Tại sao thịt bò không tốt? Tại vì thịt bò có rất nhiều chất da nên không tốt. Món thịt bò sắp xong rồi con ơi. Giúp mẹ để ra đĩa nha. Đĩa nào là đĩa của con nào? Con chọn đĩa nào là đĩa của con? Đó. Con ăn mà. Có chứ. Chúng mình phải cùng ăn với nhau mới vui chứ. No. Các chú xin một miếng thịt bò thật là thơm ngon nào. Đúng, sẽ cấp cho. Đúng rồi. Yeah, hoan hô luôn. Trông có vẻ ngon đấy. Chú thấy trông có vẻ ngon đấy. Rồi đi thôi, ra bàn thôi. Wow, thật là thơm ngon, ngon quá. Chờ tí con sẽ trang trí cái dĩa này. Xong rồi, bây giờ là mình trước khi ăn mình phải làm gì nhỉ? Chú mời chú ăn cơm luôn. Thôi mình ăn đi, mẹ mời con gái nha, mẹ mời chú Phan Anh nha.
À, con có muốn mẹ giúp con là cắt thịt bò ra không? Con biết cắt mà. Ôi, vậy luôn hả? Ừ, ăn đâu. Hết luôn. Ăn hết là gì nhỉ? Ừ. Ôi, chứng tỏ là mẹ Diễm cũng biết nấu nướng ấy. Con biết nấu mà, chỉ là mỗi lần nấu mẹ Diễm phải học công thức thôi. Sao thế? Mình dai dai á. À, đúng rồi con, giỏi đó, mình đừng có cân là sẽ bị dai. Ngon lắm đấy. Yeah. Cái này gọi là gì? Number one. Hôm nay chị ăn thịt bò rồi à? Hả? Ờ, thịt bò ngon mà. Bình thường thì cô không thích ăn thịt bò. Cô kêu là thịt bò dai, cháo thịt bò là không ăn này. Hoặc là ăn mà phải rất là ép thì mới ăn. Hoặc là thịt bò xào cần là không ăn. Lagu rồi cô không ăn. Ngoài các món khác ra thì tại sao mẹ cứ muốn là con phải ăn thịt bò? Tại vì em nghĩ là thịt bò thì tốt cho trẻ con ấy. Nó có nhiều sắt này, nhiều dưỡng chất này. Với lại thịt bò nó cũng dễ chế biến. Thì em cũng thích là không hẳn là thịt bò đâu, không đâu, nhiều món. Nhưng mà vấn đề là nàng thì nàng rất là nhát ăn thịt bò. Cô giáo Chico ơi, cho chú hỏi một câu nhé. Thế ngày hôm nay làm sao con thấy ăn thịt bò giỏi thế? Con thấy cũng ngon. À, con thấy cũng ngon đúng không? Thế là sao hôm nay con thấy ngon? Tại vì con thấy nó dai được ngon. Ngon hả? Ừ. Vậy là mẹ hiểu là thực ra là con không thích ăn thịt bò là vì con nói là nó dai thôi đúng không? À. Nếu mà nhìn Chico mà so với những em bé ở lớp ấy, có ai nói với cả Diễm là Chico trông có vẻ hơi ốm không? Con có hơi ốm không? Con ngồi tại đàng hoàng trên ghế nào? Lý do gầy là gì biết không? Là cần ít. Cần ít đúng rồi. Mẹ thấy con ăn trứng giỏi này. Mày thấy con ăn dưa leo giỏi này, ăn canh giỏi, ăn cá giỏi, nhưng mà rất là lười ăn thịt. Có sợ là con bị gầy không? Thực ra là một số ông bố bà mẹ cảm thấy là an tâm khi con mà tròn trịa một tí xíu. Giỏi quá là giỏi. Tròn tròn một tí xíu an tâm hơn, thấy có da có thịt, nhưng mà em không muốn coi trọng chuyện đó. Quan trọng là con khỏe, không có ốm đâu. Chiều cao thì cũng khá là quan trọng. Mẹ ơi, con xong rồi, cho con đi chơi một chút nha. Con chơi cái gì? Con chơi vẽ. Vẽ hả? Con vẽ ở trong phòng khách. Vẽ ai? Con vẽ ai cũng được nè. Chú Phan Anh nhé. Vẽ chú nhé. Vẽ ai cũng được. Vẽ mẹ nhé. Nghĩa là em nhìn con và em không có lo là con bị thiếu chất hay là suy dinh dưỡng đúng không? Không chắc lo chắn lắm. Luôn. Không lo lắm. À, em có biết là nghiên cứu trên nốt chỉ ra rằng tới 50% trẻ em của chúng ta là thiếu chất dinh dưỡng. Ở Việt Nam hay ở Việt Nam á? Ờ, thế à? Kể cả là những đứa mà béo phì cũng có nguy cơ là thiếu chất dinh dưỡng. Nhiều em nhé, béo phì mà lại là đã thiếu đấy, không phải là thừa đâu nhá. Có thể là dinh dưỡng ở đây là nó phải cân đối và đầy đủ tất cả những cái dưỡng chất theo như cái tháp dinh dưỡng. Hồi lúc trước là bé còn ăn riêng theo một cái chế độ dinh dưỡng của bé. Sau này thì ăn chung với gia đình, nhưng mà bao giờ là cơm nhà thì cũng phải có rau này, có canh này, rồi có thịt này hoặc là cá. Trên cái bữa ăn là mình đã trình bày và mình đã đưa ra một cái số món ăn mà mình thấy rằng nó đủ chất cho cái bữa ăn đó rồi. Và trong trường hợp mà con tập trung vào một món, ví dụ tập trung vào dưa leo không mà không ăn thịt gì, thì mình sẽ nhắc này con ăn đi. Và lúc đó là mình sẽ nói chuyện với con theo kiểu thuyết phục và tạo cái không khí là vui tươi. Rồi thì tổng kết lại ngày hôm nay khi mà con ăn hết sạch thịt bò của mẹ. Nhờ chú Phan Anh, nhờ chú Phan Anh. Bây giờ là thử thách tiếp theo. Ở tuổi của bé Chico cần bao nhiêu gram thịt một ngày?